Ngày 25 tháng 12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái đã vận hành và đưa vào sử dụng xe lưu động tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Trước đó, Sở Y tế tỉnh Yên Bái tiếp nhận xe chuyên dụng tiêm chủng lưu động do Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải tài trợ và được bàn giao cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh sử dụng bảo quản nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Xe được trang bị thùng lạnh phía trong để bảo quản vaccine và có hệ thống phun khử khuẩn sau mỗi lần sử dụng. Hai bên thùng xe có khả năng nâng lên kèm theo bạt tre, phía sau xe có lắp bậc thang giúp lên xuống dễ dàng. Phần sàn xe có các bộ bàn ghế gắn cố định và có thể đóng mở tự động. Ngoài việc phục vụ cho tiêm chủng, xe chuyên dụng vaccine lưu động còn có thể sử dụng cho việc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Trước tình hình dịch COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp, tỉnh Yên Bái đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19. Việc đưa vào vận hành xe chuyên dụng tiêm vaccine lưu động trong thời điểm này là rất cần thiết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tiêm chủng an toàn, hiệu quả cao.